Ảnh hiếm ác liệt chiến trường chiến tranh thế giới 1. Những người lính trong trận Messinried tại Ypres, Bỉ năm 191 Bỉ là một trong những chiến trường ác liệt nhất hồi chiến tranh thế giới 1 với nhiều người thương vong. Những người lính Anh trong một đường hào đầy bùn đất trong trận Messinried tháng 6 phần 191 Anh đã chiếm được vị trí này từ tay quân Đức. Hai binh sĩ Đức tác chiến tại một đường hào nhỏ, chật chội ở Ypres năm 1917. Vua George Đệ Ngũ cùng các tướng sĩ thị sát tình hình ở Vimy và Messines năm 1917. Rất nhiều lính Đức bị bắt làm tù binh trong trận chiến với binh sĩ Anh khi diễn ra trận Messines ở West Flanders, Bỉ năm 1917. Đội lính Đức triển khai vũ khí tại chiến trường Bỉ năm 1914. Những người lính Anh lấm lem bùn đất khi chiến đấu trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh chụp sau trận Messines ngày 31 tháng 10 năm 1914. Trận Messines ác liệt diễn ra ở gần ngôi làng Messines, Bỉ hồi Thế chiến 1. Hàng dài lính Đức vác trên vai súng trường và hành quân trên con đường gần thị trấn Wisit trước khi ra chiến trường. Trận Messines là một trong những trận chiến cam go ở mặt trận phía Tây.